Xin chào và chào mừng các bạn đến với video cập nhật chiến sự Ukraine trực tiếp trên bản đồ tối ngày 21 tháng 8. Trong video này, chúng ta sẽ cùng điểm qua những tin tức mới nhất trên chiến trường Nga và Ukraine 24 giờ qua theo giờ địa phương. Chúng ta cùng đến với chiến sự ở vùng Kursk. Theo thông tin có được, quân đội Ukraine đã tiến vào khu định cư Korenevo, chiếm đóng những công trình đầu tiên và khả năng cao họ đã tiếp cận được đường sông tại đây, đồng thời chia cắt khu định cư ra làm hai nửa riêng biệt. Đây là video được đăng tải bởi nguồn tin Nga. Và như mọi người có thể thấy, chiếc xe quân sự đã bị quân đội Nga bắn hạ. Có vẻ như là chiếc xe quân sự đã được gửi tới để giải cứu những binh sĩ bị mắc kẹt. Theo mô tả của chủ video thì hai chiếc xe quân sự đã bị thổi bay. Vụ việc đã được định vị chính xác tại khu vực này và dựa theo video mình đã điều chỉnh lại trên bản đồ. Nhưng tuy nhiên, ngay trong khi mà đang làm video này, chúng ta có cập nhật mới từ lực lượng phía Bắc. Có thể thấy rằng sự di chuyển của dàn xe quân sự Ukraine qua video này, chúng ta hãy cùng đếm xem có bao nhiêu chiếc xe đã được ghi nhận. 1, 2, 3 và 4. 4 chiếc xe quân sự đang di chuyển từ tiền tuyến về lãnh thổ của mình. Trong quá trình rút lui, toàn bộ đoàn xe đã bị Nga phục kích và phá hủy. Điều đó cho chúng ta biết được rằng quân đội Ukraine thực sự sở hữu cứ điểm phòng thủ bên trong Korenevo, và chúng ta hiện không biết được rằng đoàn xe này đã bị phá hủy chính xác tại vị trí nào. Cũng có thể là quân đội Nga đã giải mìn tầm xa và đoàn xe đã phải đi phải bãi mìn của Nga. Dù sao thì mình cũng đã có đủ dữ liệu để thêm tiến triển quân đội Ukraine lên bản đồ. Và nếu mọi người còn nhớ thì trong những ngày vừa qua, chúng ta đã nhận được rất nhiều cập nhật mới tại Olgovka. Qua video có thể thấy rằng chiếc xe tăng Ukraine tiến vào khu định cư. Chiếc xe tăng sau đó đã bị phá hủy bởi UAV FPV hoặc UAV Lancet của Nga. Ta có thể khẳng định rằng toàn bộ phần lãnh thổ phía đông Korenovo đã nằm dưới quyền kiểm soát của quân đội Ukraine, trong đó bao gồm khu định cư là Matyevka và Olgovka. Chúng ta cùng tiếp tục với chiến sự tại Gluskovo. Có thể thấy rằng quân đội Nga đang bắt đầu quá trình xây dựng các cây cầu phao. Có vẻ như là quân đội Nga đang tính thiết lập thêm nhiều cây cầu phao nữa và giữ đội hình ở thế thủ tại khu vực này. Có hai cây cầu phao được phát hiện tại đây và tại đây. Với quân đội Ukraine sẽ tìm kiếm và phá hủy những cây cầu đó. Trong thời gian tới thì theo dự đoán của mình, quân đội Nga sẽ không tiếp tục nỗ lực xây dựng thêm cầu phao vì họ vẫn chưa tìm ra cách để có thể bình ổn tiền tuyến tại bờ đông Gluskovo. Với cụ thể hơn, quân đội Ukraine vẫn đang tiếp tục triển khai chiến dịch tấn công về phía tây Snagos. Với sau vài ngày tiến công, họ đã chiếm đóng được hoàn toàn khu định cư Snagos, Visnevka, Apanasovka và cuối cùng là Bzhahovo. Chúng ta chưa hề có video hình ảnh xác nhận nào ngoài diễn biến tại Visnevka. Các nguồn bản đồ đồng loạt khẳng định rằng đây là đòn đạn pháo của Nga đánh vào vị trí tập trung lực lượng của Ukraine. Nhưng nếu chúng ta để ý kỹ, thì mình cũng không rõ đây là thực sự là đòn tấn công từ phía Nga hay không. Có khả năng đó chính là quả đạn pháo của phía Ukraine nhắm vào Nga. Dù sao thì đó là thông tin từ phía các nguồn bản đồ, còn mình thì vẫn không chắc đó có phải là đòn tấn công từ phía Nga hay không. Quan trọng hơn, quân đội Nga đang nỗ lực xây dựng thêm các cây cầu phao ở đằng sau các khu định cư là Vokita, Gluskovo và Kobinki, vì họ dự đoán rằng quân đội Ukraine sắp tới sẽ triển khai thêm các chiến dịch tấn công nhắm vào bờ Nam. Và nếu Nga chuẩn bị sẵn sàng được nhiều hệ thống cầu phao thì họ sẽ xây dựng được lợi thế ban đầu cho riêng mình. Nhưng nếu quân đội Ukraine quyết định mở đánh từ phía đông vào thì nó sẽ là thế gậy ông đập lưng ông đối với Nga, đã không cho Nga được bất cứ lợi thế nào, và những cây cầu phao còn có thể bị quân đội Ukraine chiếm đóng và sử dụng đó, từ đó di chuyển xa hơn tới khu định cư là Risk. Tình hình diễn biến tương đối phức tạp tại khu vực này. Quân đội Ukraine đang tiến gần hơn tới Gluskovo, còn đối với Korenovo thì chúng ta đã thấy những dấu hiệu đầu tiên cho thấy rằng tương lai sụp đổ của khu định cư này. Chúng ta hãy cùng chờ xem Nga sẽ phản ứng ra sao. Tiếp tục với video về chiến sự ở bờ đông. Tại Martinovka, có cập nhật mới từ nguồn tin Ukraine cho rằng quân đội của họ đã chiếm quyền kiểm soát hoàn toàn khu định cư. Nhưng tuy nhiên, chúng ta lại chưa có video cũng như hình ảnh xác nhận thông tin này. Nhưng mình tin đó chính xác là những gì đang diễn ra trên thực tế. Hơn nữa, thông tin mới cũng cho rằng quân đội Ukraine đang tiến xa hơn nữa về phía đông và chiếm quyền kiểm soát Cherkasy Konopenka. Quân đội Nga thì đang cố gắng thiết lập hệ thống phòng tuyến mới tại vị trí mà mình biểu thị trên bản đồ. Nhưng tuy nhiên, phòng tuyến này lại không bao gồm trong đó các căn cứ điểm phòng thủ vững chãi, hoặc chỉ đơn giản là vị trí tập trung lực lượng Nga nhằm làm chậm đà tiến của đối phương. Có thể thấy rằng chiến dịch tấn công của Ukraine đang dần chậm lại, nhưng họ vẫn đang không ngừng tiến bước. Chuyển tiếp tới tình hình chiến sự tại Kharkiv, một số nguồn tin đưa ra cập nhật cho thấy tiến triển mới của quân đội Nga tại Lipsy. Một số thông tin khác thì cho thấy rằng quân đội Ukraine đang điều chuyển bớt lực lượng từ vùng Kursk tới Kharkiv phòng thủ. Ngoài ra thì họ cũng điều chuyển bớt lực lượng tới Kupiansk và sông Oskin để làm chậm đà tiến của Nga.
Tại khu vực lân cận thì Senkover cũng ghi nhận tiến triển mới tương đối đáng kể của Nga. Chúng ta sẽ cùng đến với chiến sự Siverx. Có thông tin mới được cập nhật tại ga tàu khu định cư Vyimka. Các nguồn tin bản đồ tiếp tục đưa ra cập nhật mới, xác nhận sự tiến triển của quân đội Nga. Mặt khác, một số nguồn tin khẳng định rằng quân đội Nga vẫn chưa hề có tiến triển mới về phía Ivano Darivka. Không những thế, họ còn bị buộc phải rút lui xa hơn về phía nam, về các vị trí phòng thủ kiên cố hơn. Quân đội Ukraine đóng quân tại các cao điểm phía bắc. Quân đội Nga đã nhiều lần tiến lên chiếm đóng nhưng đều không thành công. Khả năng cao lợi thế về địa hình này sẽ cho phép quân đội Ukraine tái chiếm Ivano Darivka trong tương lai gần. Tiếp tục với chiến sự tại Torez, quân đội Nga đã mở rộng đáng kể phần lãnh thổ chiếm đóng của mình. Và trong đêm ngày hôm qua, chúng ta nhận được nhiều video mới tại khu định cư mang tên là Druzhba. Đây là video được đăng tải bởi lữ đoàn cơ giới số 32 của Ukraine. Có thể thấy rằng có vô số đòn tấn công UAV nhắm vào vị trí tập trung lực lượng của Nga. Một số đoạn video đã được các nguồn tin định vị chính xác tại vị trí này. Dựa vào đó, chúng ta cập nhật lại bản đồ tại khu vực này. Khu định cư sẽ sớm rơi vào tay của Nga, nội trong vài ngày hoặc vài tuần tiếp theo. Tiến triển mới của Nga cũng được xác nhận tại Torez. Vậy là từ khi phát động chiến dịch tấn công Torez cho tới thời điểm hiện tại, thì quân đội Nga đã thành công có được những công trình đầu tiên của khu định cư. Dựa vào bản đồ hành chính, thì phần lãnh thổ nhỏ này chính là lãnh thổ thuộc địa phận của Torez. Đây là tiến triển hết sức quan trọng và quân đội Nga đang đục vào khu định cư từ ba hướng khác nhau, cụ thể là Zalieknyo, Nelipivka và Druzhba. Giao tranh đang nổ ra cực kỳ căng thẳng và hãy cùng chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nguồn bản đồ thân Ukraine là Deep State Map cũng đã xác nhận rằng quân đội Ukraine đã rời bỏ vị trí phòng thủ tại điểm công nghiệp thuộc New York. Mà như chúng ta đã bàn trong video trước, nếu quân đội Ukraine không rút lui thì họ sẽ phải tỉnh dậy trong cái vạc của Nga và cuối cùng họ đã quyết định rút lui để bảo toàn lực lượng. Chúng ta sẽ đợi cập nhật mới từ Bộ Quốc phòng của Nga để xác nhận thông tin trên. Cùng đến với chiến sự tại Pokrov, theo thông tin mới nhất thì lữ đoàn cơ giới số 47 của Ukraine đã mất đi khả năng chiến đấu. Nếu mọi người để ý thì lữ đoàn này đã xuất hiện trên tiền tuyến khoảng hơn một năm trước trong cuộc đại chiến tại Avdiivka. Họ là lữ đoàn chịu trách nhiệm phòng thủ tại các khu định cư là Krasnohorivka, Stepov và Belichi. Giờ đây thì họ đã thất bại trong nỗ lực phòng thủ Hrodivka, mất đi hoàn toàn khả năng chiến đấu do quân đội Ukraine không cho họ thời gian để tập trung lại lực lượng. Tiếp tục tới với Novohodivka, đã 3-4 ngày liên tục, chúng ta không nhận được bất cứ thông tin gì mới về cuộc chiến tranh giành cao điểm ở bên trong khu định cư. Quân đội Nga đã dừng lại và họ đang tính toán xem mình nên làm gì tiếp theo. Các nguồn tin thì liên tục đăng tải thông tin về tiền tuyến mới của Nga, nhưng đó chỉ là những tiến chuyển ở bên ngoài rìa, ở trên vùng tiền tuyến rộng lớn chứ không có tiến triển mới vào sâu bên trong lãnh thổ của Ukraine. Một số nguồn trung lập thì đưa ra cập nhật khẳng định rằng quân đội Nga đã đạt được những tiến triển mới tại cao điểm vị trí này, với khả năng cao đây sẽ là cao điểm đầu tiên mà họ chiếm được. Đây là một cao điểm hết sức quan trọng và quân đội Nga cần ít nhất là một cao điểm chiến thuật. Từ đó, họ có thể kiểm soát được những gì đang diễn ra xung quanh. Nếu không có thì khả năng Nga sẽ tiến xa hơn về phía Tây là cực kỳ thấp. Tiếp tục với Kalivka, khi mà các nguồn tin đã không ngừng đăng tải cập nhật mới cho thấy tiến triển từ bên phía Nga. Về cơ bản thì do đe dọa bao vây quân đội Ukraine đã phải rút về hướng Tây của Kalivka. Tất cả lãnh thổ nằm giữa Jasnobrodivka và hồ chứa bây giờ đã thuộc quyền kiểm soát của Nga. Chúng ta cùng đến với chiến sự tại Kostiantynivka. Ngày hôm nay chúng ta có thông tin mới cho rằng quân đội Nga đã mở rộng vùng lãnh thổ chiếm đóng về hướng đông của khu định cư. Họ đã chiếm hoàn toàn quyền kiểm soát tại các tuyến phố kể như Dzelevna Vulisa, Shaktaka Vulisa và Miru Vulisa. Có thể thấy rằng khoảng 30% lãnh thổ của Kostiantynivka đã thuộc quyền kiểm soát của Nga. Cuộc chiến đã sắp sửa được đẩy sang bờ đông của khu định cư và đến khi đó chúng ta có thể sẵn sàng đếm ngày mà khu định cư này sụp đổ là vừa. Kết thúc video, chúng ta cùng đến với một số thông tin tại Kiev. Theo những thông tin chúng ta có được thì Đức đã dừng không tiếp tục hỗ trợ Ukraine nữa, mà đến cuối năm nay thì họ mới nhận được khoản vay mà Đức hỗ trợ. Quan trọng hơn là Đan Mạch đã cho phép Ukraine sử dụng vũ khí của họ để tấn công Nga. Nói tới vũ khí thì Đan Mạch là nước đầu tiên chuyển chiến đấu cơ F-16 của mình cho Ukraine. Có vẻ như sắp tới những chiếc chiến đấu cơ F-16 sẽ nhập cuộc và chúng ta chưa biết rằng là họ sẽ quyết định sử dụng những chiếc chiến đấu cơ này ở đâu. Đó là tất cả những thông tin cho video này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc mọi người một ngày tốt lành.